Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video clip số 2 trong chuỗi series liên quan đến ngữ pháp N2. Và trong bài ngày hôm nay thì bọn mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ những ngữ pháp nằm trong N2 mà có liên quan đến hai cái, đó là Waki và Tokoro. Này. Vậy cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ đi vào từng phần một nhé. Trước hết đó là về Waki. Waki đúng không? Thứ nhất đó là cách kết hợp của Waki. Trước tiên là về cách chiều Waki nhá, thì chúng ta coi Waki như một danh từ bình thường. Đứng đứng trước danh từ bình thường là ví dụ tính từ đuôi y đứng trực tiếp luôn với Waki này. Bê rự, bê tạ, toàn bộ động từ chia thể thường. Nhưng mà tuy nhiên có một phần lưu ý nhỏ, riêng khi kết hợp với danh từ thì chúng ta có hai cách kết hợp. Thứ nhất đó là danh từ cộng với na Waki và hai là danh từ đế rự Waki. Và trong cái mảng về ngữ pháp của Waki chúng ta còn gặp một dạng nữa, đó là tối ưu Waki, thì đứng trước tối ưu bao giờ mình cũng chia thể thường mọi người nhá. Ok, hay okay. Cách chia như vậy nhá. Về Waki thì có mấy mẫu ngữ pháp? Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người 5 mẫu ngữ pháp của Waki. Thế thì chúng ta cùng nhau bước vào mẫu ngữ pháp đầu tiên nhá. Tổng hợp rất là gọn nhẹ. Thứ nhất đó là Wakeda hoặc là Waki. Tối Wakeda. Đứng cuối câu nhá. Nghĩa ở đây có nghĩa là từ một cái gì đó mình sẽ rút ra được một kết luận. Kết luận. Vậy nên là đương nhiên là. Nó điều đương nhiên rồi. Cụ thể như thế nào chúng ta đi vào từng ví dụ một này. Ichiban. Câu nhất nhá. Mainichi zumuri no video chanto mita kara gokaku shita wake da. Vì ngày nào tôi cũng xem rất là cẩn thận cái video của thầy Zumuri. Thế nên là tôi đã đỗ đấy. Chúng ta dịch là vậy nên là. Câu thứ hai. そんなに残業してるんですか。それでは疲れるわけだよ。そうですね。おぞい、cậu làm thêm đến tận mức ý cơ à? Thế thì mệt lắm đấy. Hay là vậy nên thì mệt lắm. Nếu mà thế thì mệt lắm lắm đấy. Hay. Ok. Hay câu số 3. Câu số 3. Các bạn nhìn thấy chữ gì đây chưa? Lệ rơi đúng không? Lệ rơi và Tung Sơn. Hai nhân vật đang rất hot. Xin chào các bạn. Mình là Tung Sơn. Thôi. Xin mời các bạn ăn số 1 hay là các bạn share clip này giúp mình nhá. Hay. Lệ rơi no chichioya wa Tung Sơn no haha no ototo da. Chumari futari wa itoko doushi da tuyu wake da. Hay thì câu này mình sẽ dịch như sau ạ. Mẹ, à không nhầm, đâu chứ, bố của Lệ rơi là em của mẹ của Tùng Sơn. Em trai. Em trai đúng không? Em trai của mẹ của Tùng Sơn. Suy ra hay vậy nên là mình đang nói về kết luận đúng không? Vậy nên là hai người đó là anh em họ hàng với nhau. Mọi người thấy có đúng là họ hàng không? Theo mình thì thấy giống nè. Thật là đúng nha. Sang cách dùng số 2 của Waki đó là nani nani Waki ga nai ga arimasen. Chúng ta dịch là cái mẫu này trong có trong N3 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta coi như chúng ta nhắc lại thôi. Có nghĩa là gì nhỉ? Tuyệt đối không thể nào đúng không? Làm sao mà có chuyện đúng không? Làm tức sao? Là nó sẽ bằng với dệt tai nai tuyệt đối không và ha dự giá nai chắc chắn là không thế nào đó nhá. Câu đầu tiên, benkyou mo shinai de asonde bakkari ite suken ni gokaku suru wake ga nai yo. Gì chứ mà chỉ có toàn chơi mà chẳng chịu học gì như thế á thì tuyệt đối không thể nào mà đỗ được đâu nè. Câu thứ hai, watashi wa anata no koto o wasureru wake ga nai yo. Anh tuyệt đối không bao giờ quên em đó nè. Câu thứ ba, kono shigoto o kyou jū ni zenbu desu ka. Watashi wa hitori de dekiru wake ga arimasen yo. Ví dụ ông sếp của thầy Dũng đúng không? Giao cho thầy Dũng một việc, thầy Dũng bảo ôi dồi ôi, việc này hôm nay em phải làm hết đi ạ. Một mình em thì tuyệt đối không thể làm xong được đâu ạ. Nè. Ok. Ok, mọi người hiểu rồi nhá. Xong mẫu thứ hai và chúng ta bước sang mẫu thứ ba. Mọi người nhá, ghi vào, ghi vào. Hay, mẫu thứ ba, mẫu thứ ba đó là Waki de wa nai hoặc là tối ưu Waki de wa nai. Tức là mình phủ định của Waki đúng không? Phủ định Waki nó phủ định một phần thôi nhá. Ý nghĩa của nó không hẳn là đúng không? Không phải là, không có nghĩa là. Đúng không? Ok. Chúng ta vào câu đầu tiên. Okane o takusan motte ireba shiwase ni nariru Waki de wa nai. Mọi người chúng ta dịch từ dưới lên này. Không hẳn là nếu mà có nhiều tiền thì đã thì sẽ hạnh phúc đâu. Tức là thường thì sẽ hạnh phúc đúng không? Nhưng mà chúng ta phủ định một phần đó là không hẳn là nếu mà có nhiều tiền là sẽ hạnh phúc. Ok? Hay chà, ni ba. Ni ba. Kono restoran wa itsumo manin da ga dakara toite tokku ni oishi toyu wake dewa nai. So desu ne. Chúng ta có một từ đó là từ dakara toite. Cái này sẽ thuộc về ngữ pháp của N3 các bạn chúng ta xem lại một chút nhá. Dẫu nói là như vậy thì câu này mình sẽ dịch là như sau. Cái nhà hàng này lúc nào cũng rất là đông người, nhưng mà dù nói là thế thì không hẳn là đã ngon đâu nhá. Nè. Ok.
Câu thứ ba nào. Ok. Lúc này có nhiều chữ Hán nhưng mà toàn chữ Hán đơn giản đúng không? Mình đọc nhá. Oya no kimochi mo wakaranai wake dewa nai ga jibun no shindo wa jibun de kimetai. Ở đây, xin lộ các bạn để ý nhá, xin lộ. Chữ này là chữ gì đấy? Chữ tiến với chữ là chữ lộ à? Chữ này nó liên quan đến là con đường tương lai của mình. Thì khi mà được thầy Dũng nói cho từ xin lộ như vậy rồi thì chúng ta sẽ dịch như sau ạ? Con đúng không? Con thì không hẳn là không hiểu cảm xúc của bố mẹ. Chúng ta dịch từ dưới lên này. Con thì không hẳn là không hiểu cảm xúc của bố mẹ. Thế nhưng mà con đường tương lai của con, hay là con đường tương lai của con thì con sẽ tự quyết đi, đúng không? Muốn tự quyết định đấy. Ok. Tiếp theo, bộ thứ tư của wake đó là veru wake ni wa, hay là wake ni mo ikanai. Thì câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Thường là chúng ta vì có một nỗi niềm nào đó nên là gì nhỉ? Mình sẽ không thể nào mà làm hành động này được. Không thể nào mà làm hành động đó được. Theo cái quan niệm chung thì sẽ không thể làm thế nào làm như vậy được nhá. Ok. Câu đầu tiên. Byouki no koromo o hitori io ni oite shigoto ni iku wake ni wa ikanai. Thường thì những bà mẹ đúng không? Thường thì những bà mẹ không thể nào mà làm gì đây? Để một đứa con bị ốm ở nhà một mình mà đi làm được. Theo những người khác thì con ốm thì phải ở nhà đúng không? Đằng này mẹ mà đi là không được. Thế nên là chúng ta phải ở nhà. Chúng ta hiểu câu này chưa? Okay. Câu số 2. 仕事で失敗しても 会社を辞めるわけにはいかない. まだ子供が小さいし 生活はしなくてはいけないから. Thì câu này mình sẽ dịch là như sau ạ. Dù có thất bại trong công việc, shigoto de shippai shitemo, thì cũng không thể nào mà bỏ việc được. Vì làm sao? Vì tôi còn một vài cái nỗi niềm như sau ạ. Thứ nhất, đó là vì con còn nhỏ. Thứ hai là gì nhỉ? Cũng phải chăm lo cuộc sống nữa. Okay. Câu số 3 này, đơn giản thôi. Okusan to no yakusoku o yaburu wake ni wa ikanai. Ganbaro. Ví dụ như thầy Dũng đúng không, sẽ hứa hẹn với vợ rằng là gì nhỉ, anh sẽ mua nhà, mua xe, mua tất cả mọi thứ cho em đúng không? Vì đã hứa với vợ rồi nên là không thể nào mà phá bỏ lời hứa với vợ được, nên là mình phải cố lên mới được. Ok. Chúng ta bước vào bộ thứ 5 của wake nhá. Xong rồi bốn cái rồi, cái cuối cùng đơn giản. Cái này là ngược lại của cái thứ tư thôi, đó là động từ thể phủ định về này. Wake ni wa ikanai. Vừa nãy là veru wake ni wa ikanai thì mình dịch là không thể nào. Còn bây giờ thêm một lần phủ định nữa. Thường thêm một lần phủ định thì sẽ ra gì nhỉ? Khẳng định đúng không thầy? Nên là chúng ta sẽ dịch câu này là có chữ phải nhưng mà sẽ khác với nakede banadimasen mà chúng ta thêm một chữ thôi. Nên đành phải hay là buộc phải vì cũng có một nỗi niềm nào đó nhé. Đúng rồi. Hay. Câu đầu tiên. Asta testo ga aru node benkyou shinai wake ni wa ikanai. So as ne vì mai có bài test rồi nên là buộc phải học nên đành phải học thôi, không được xem tivi được đúng không thầy? Ok. Câu thứ hai. Yujin no kekkon suki da kara donna isogasukite mo susseki shinai wake ni wa ikanai. So as ne vì là đám cưới của ai thì không đi được, chứ riêng đám cưới của bạn thân Yujin nhá thì mình đành phải đi hay mình buộc phải đi thôi, ne, dù có bận bao nhiêu đi chăng nữa. Hai, câu số 3. Sekkaku kanozo ga chukute kureta ryori da kara oishiku nasasou da ga tabenai wake ni wa ikanai desu. Những chàng trai đúng không? Vì làm gì anh, chúng ta có từ sekkaku là đã mất công nhá. Vì là cái đồ ăn mà cô người yêu đã mất công nấu cho mình nhìn thì có vẻ không ngon lắm đâu, thế nhưng mà vẫn đành phải ăn. Đành phải ăn nhá. Okay. Vậy thì chúng ta cùng nhau tổng hợp lại một chút về wake nào. Mọi người nhớ không? 1, 2, 3, 4, 5 mẫu nhé. Mẫu đầu tiên đó là wakeda. Wakeda. Hoặc là tối ưu wakeda. Đương nhiên rồi. Một chút ví dụ cho các bạn được. Ví dụ như là gì nhỉ? Đấy, lệ rơi với Tùng Sơn đấy, cái gì gì đây, đúng không? Đúng rồi. Hai anh em vì họ hàng hay nào thì họ hàng nhau nhé. Bố của lệ rơi là em trai của mẹ Tùng Sơn. Thế nên là hai thằng đấy là hai anh em. Tức là đưa ra những cái kết luận. Qua cái gà này đơn giản rồi đúng không? Tuyệt đối không làm thể sao mà tham dự gà này nhá. Thằng ấy vừa sang Nhật xong làm sao mà đỗ được N1. Đúng rồi. Thứ ba. Wake de wa nai, mình phủ định một phần thôi. Không hẳn là có nhiều tiền là đã hạnh phúc đúng không? Câu thứ tư đó là không thể nào mà làm cái hành động đấy được do có một nỗi niềm riêng nào đó. Đúng rồi. Còn con nhỏ các thứ thế nên là không thể nào mà làm việc được. Nai wake ni wa ikanai. Là đành phải buộc phải. Ok.
Hai. Thật là dễ với mọi người. Dễ thôi, wake desu ne. Hai. Chúng ta sang mẫu ngữ pháp số 2 đó là tokoro. Tokoro. Hai. Tokoro thì trước tiên vào những mẫu ngữ pháp mới trong là 2 thì chúng ta cùng nhau ôn lại một chút về tokoro mà chúng ta đã học trong sơ cấp. Hai. Hai. Trong mina thì chúng ta đã học về veru tokoro, vete, vete tokoro, veta tokoro đúng không? Ừ. Như nào? Veru tokoro thì là sắp sửa làm sắp cái gì sửa đó. Làm gì? VT VT tokoro sẽ là đang làm cái gì đó. Và tabeta tabeta tokoro là veta tokoro chứ. À veta tokoro desu ne. Veta tokoro sẽ là vừa mới thế nào đó. Ví dụ. Tabeta tokoro desu sẽ là sắp sửa ăn. Tabete iru tokoro desu nghĩa là đang ăn và tabeta tokoro desu nghĩa là vừa mới ăn xong. Né. Hai. Trong phần câu đầu tiên veta tokoro gì là chuẩn bị ăn được. Nhưng mà cái câu mỗi câu này thường dùng để trả lời ai đó. Ví dụ em đang làm gì thế? Em đang chuẩn bị tắm. Nani o shiteru desu ka? Watashi wa ima shawa o abiru tokoro desu. Em đang chuẩn bị tắm. Hai. Ok. Cái này thuộc về mẫu 4, chúng ta xem lại một chút nhé. Hai. Và tiếp theo một cái mẫu nữa đó là tokoro kara hoặc là koto kara. Mình sẽ dịch là gì đấy thầy? Nó kara đấy rồi, chúng ta cứ dịch là về thôi. Vì có một cái nguyên cấu, cái bằng chứng nào đấy thế nên là thế này nhá. Hai, chúng ta cùng đọc ví dụ này nhá. Hai. Kao ga tottemo yoku niteru tokoro da kara. Hai. 二人は兄弟だとすぐに分かった。見たことないね。顔がとってもよく見たことないね。顔がとってもよく似てるところから二人は兄弟だとすぐに分かった。そうですね。câu này có nghĩa gì đây? Vì hai người đó đúng không? Có khuôn mặt rất là giống nhau, thế nên là gì đây nhỉ? Có thể hiểu, có thể biết ngay được hai người đó là anh em, có cái khuôn mặt giống nhau, thế nên là hiểu ngay được là anh em, có bằng chứng mà chúng ta đưa ra như vậy nhé. Ok. Hay. Chúng ta vào mẫu tiếp theo. Hay, thế thì cái mẫu ngữ pháp đầu tiên về tokoro trong lời hai này là một cái cực kỳ là đơn giản và dễ dàng, và hình như mình có lần dạy rồi thì phải. Qua streamline về được tokoro đặt tạ. Hay. Đúng không? Hay. Trong mẫu đầu 3 thì nó vẫn có trong mấy clip của mình nhé. Nó là suýt chút nữa đúng không? Ở đây chúng ta có thể đọc ichi ba sinu tokoro datta. Shit thì chết. 2 番忘れるところだった. Shit thì quên. Câu 3 chữ Hán đọc là gì đây? Kiểm tra kanji một tí. 3 2 chỉ cốc cự. Chỉ cốc cự. Suru tokoro datta. Shit thì bị muộn. Hay. Câu 4 kubi ni naru tokoro datta. Tức là suýt nữa thì bị đuổi việc. Câu 5 okutte shimau tokoro datta. Tức là mình có một cái tin nhắn, suýt nữa thì mình xem đi, suýt nữa thì mình gửi đi rồi. Neru tokoro datta. Đang suýt chút nữa thì em đi ngủ mất. Nè. Kino. Thôi bỏ qua đi. Hai, tiếp. Sao? Anh đang định nói câu 7. Câu số 7 nhá. Hai. Kino aitsu ra ni damasareru tokoro datta. Thầy Dũng hôm qua suýt nữa thì bị thằng ấy lừa mất. Nè. Ok. Câu số 8. Gokaku suru tokoro datta. Rất là tiếc đúng không? Nếu như chúng ta phải nói câu này. Suýt nữa thì đỗ. Hai, câu số 9. Kaerenaku naru tokoro datta. Suýt nữa thì không về được nhá. Không về được. Câu số 10. Chữ Hán đọc là gì đây? 3 2 1. Haku, haku, suýt suýt bị nôn ですね. Suýt bị nôn đúng không? Suýt nữa thì nôn. Haku tokoro datta. Ok. Hai, chúng ta chuyển sang mẫu thứ hai. Trong bản này nó là tạ tokoro, và kết thúc của nó thường sẽ là động từ tạ. Về sau nhá sẽ vẫn là tạ. Tạ tokoro, tạ. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Thì câu này chúng ta sẽ dịch tokoro như là từ toki ấy, tức là khi mình làm cái này thì mình hiểu ra được một cái điều gì đó hay là nhận được một kết quả nào đó. Bao giờ đằng sau cũng chưa thể tạ như thế nhá. Biết được một điều gì đó, hiểu được một kết quả gì đó. Hay nhận được một kết quả gì đó. Ok. Hai, giờ ichiban. Hai. 先輩にお願いしたところすぐに OK してくれた。tức là tôi khi mà tôi gì nhỉ, tôi thử nhờ senpai, nhờ senpai này thì được anh ấy OK luôn, chấp nhận luôn, đồng ý luôn. Nè. Hai, câu thứ hai. 実際日本に行ってみるところ想像以上に素晴らしかった。So, ですね. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Khi mà tôi đến thử đất nước Nhật Bản rồi ấy, thì mới thấy làm sao nhỉ? Nó đẹp hơn cả những gì mình nghĩ nhá. Hơn cả những gì mình tưởng tượng. Sozo ijo ni. Câu số 3. Zidaku de no internet ryo ni tsuite tazuneta tokoro ryo steru ga 28.6% de atta. Câu này mọi người hiểu không? Câu này chúng ta tưởng tượng như mình đang làm một bản điều tra nhé. Làm bản điều tra thì bây giờ sẽ kể lại kết quả như sau ạ. Khi mà tôi hỏi nhé, khi mà tôi hỏi về cái lượng sử dụng hay về cái việc sử dụng internet
ở gia đình của mỗi người thì có được một kết quả như sau, đó là 28,6% những người đều có đưa ra câu trả lời đó là tôi đang sử dụng, tôi đang dùng nét. Thật sự nét ở đây tương đương với là hỏi nhỉ chứ, hỏi ai đó, hỏi điều gì đó. Còn một chữ Hán khác thật sự nét có nghĩa là gì nhỉ, hỏi thăm ai đó cái gì đó, một chữ Hán khác nhé, các bạn để ý, không phải chữ Hán này. Hãy chúng ta sang mẫu thứ ba về Tokoro. Tokoro mà Dokoro ですね. Tokoro biến thành Dokoro luôn. Dokoro de wa naku, Dokoro ka. Câu này có nghĩa là gì? Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Về trước, không phải là về trước mà trái lại nó còn thế này. Có một điều đặc biệt mình sẽ nhìn qua về cách sử dụng, cách chia của nó nhé. Có cách chia nó như sau ạ. Tính từ đuôi na và danh từ thì cộng trực tiếp với Dokoro luôn. Và tính từ đuôi y và vê đự nữa nhé, cộng với Dokoro de wa naku hay Dokoro ka. Thì cụ thể đi vào ví dụ, chúng ta sẽ nhìn qua từng cái ví dụ mà mình đều đánh dấu vàng hết đấy, nên là mọi người xem qua cách kết hợp của nó như thế nào nhé, để không bị lầm. Hãy chạy chị bạn. Chữ đầu tiên, Bioki dokoro ga. Câu đầu tiên, Bioki dokoro ga. Pin pin steru yo. Pin pin, cái từ này rất là hay đúng không? Ám chỉ một cái người nào đó rất là sung sức, khỏe đúng không? Bệnh đâu mà bệnh, còn sung sức lắm. Nè, hãy. Câu hai, Dokushin dokoro ga. Koromoga sanin mo imasu yo. Ví dụ nhìn thấy Dũng tưởng là trẻ lắm nhưng mà ôi giời ơi, độc thân đâu mà độc thân, có tận 3 con rồi kìa. Này. Ok. Đấy. Câu số 3. Các bạn có học được chữ Hán là câu số 3 này, chữ vàng vàng không? Chữ đó là gì nhỉ? Ayamaru. Ayamaru. Trong thi nó ra còn phải để ý nhá. Hay. Mana ga warui hitto o chotto chuui shitara. Ayamaru dokoro ka gyaku ni watashi ni donatta. So it's ne. Có từ donaru ấy, mọi người biết là gì không? Donatta donaru nghĩa là bị nó cáo vào. Ê rồi, rất rồi. Mày thích gì hả? Hay. Câu này mình sẽ dịch như sau ạ. Manas ne. Tôi mới gì nhờ chú ý nhắc nhở cái người mà có cái ý thức không tốt một chút thôi, nhưng mà làm sao nhỉ? Không những là họ không gì đấy, không những là họ họ không xin lỗi mà cuối cùng lại còn ngược lại còn gì nhỉ? Còn còn mắng tôi đấy cơ, còn cáu với tôi nha. Gặp cái này là ngược lại, ok. Hãy, 4 番 休日なのでちょっとは道が混むだろうと思ってたがちょっとどころではなかった。そうですね。câu này có một điều đặc biệt là どころではなかった nó sẽ đi về ở đằng cuối câu mọi người nhé. Nên chúng ta dịch để ý một chút, chúng ta coi ちょっと như một danh từ thì câu này sẽ dịch là như sau. Tôi cứ nghĩ là làm sao đây nhỉ, vì là ngày nghỉ nên là có khi đường sẽ một chút chút đúng không, một chút chút tội nè. Thế nhưng mà hoàn toàn không phải chốt tội đâu, tức là gì nhỉ, nó còn hơn chốt tội rất nhiều nhá. Đúng không? Ok. Anh hiểu chưa? Chúng ta bước sang mẫu thứ tư của Dokoro. Dokoro à? VT Dokoro de wa nai. Không phải lúc, hình như cái này cũng có dạy rồi thì phải. Có dạy hết rồi thầy ạ. Dokoro de wa nai. Tổng hợp lại cho các bạn nhìn một cách tổng quát nhá. Ok. Danh từ Dokoro de wa nai và VT Dokoro de wa nai. Không phải lúc, đúng không? Không phải là lúc có thể làm được. Câu 1 này. Shigoto ga nokotte ite お酒を飲んでいるどころではないんです。はい、câu này có nghĩa là gì nhỉ? Vì công việc còn rất là nhiều, thế nên là gì nhỉ? Không phải là lúc có thể uống rượu được, nè. はい。はい、2番。自分の仕事も間に合わないので、人の仕事を手伝っているどころではない。そうですね。Vì công việc của tôi cũng còn gì đấy, cũng còn chưa xong, chưa kịp đây này, nên là không phải là lúc có thể giúp mọi người khác được. 3番。試験が近づいているから。遊びに行くどころではない。そうですね。còn mấy tháng nữa, còn 1-2 tháng nữa chúng ta sắp đến kỳ thi rồi. Vì kỳ thi đến gần rồi nên không phải là lúc có thể chơi ở đâu nhá. Okay. Mọi hiểu chưa? Hiểu chưa? Hay. Hình như là hết rồi thì phải. Đúng rồi, hết rồi. Đến đây mình sẽ mà tôi mê lại một chút về 4 cách dùng của Tokoro ngày hôm nay. Thứ nhất đó là về được Tokoro đặt tạ. Dễ thôi, đó là suýt chút nữa thì. Suýt chút nữa đúng không? Về tạ Tokoro và về đằng sau là tạ. Có nghĩa là khi đó thì chúng ta sẽ biết được kết quả, chúng ta sẽ nhận được ra một điều gì đó. Ok, hai. Thứ ba, dokoro de wa naku hay là dokoro ka. Ok. Hay là không phải thế này, không mà phải, trái lại trái nó lại. Còn thế kia kìa. Đúng không? Tiếp theo, veteru dokoro de wa nai. Sanai. Dokoro de wa nai thì chúng ta vẫn chưa là dọa nai được, nhớ chưa các bạn? Mẫu cái này là gì, ngữ pháp gọi là sơ cấp rồi đúng không? Trong Việt Nam các bạn để ý. Hay, cái này là không phải lúc. Đúng không? Không phải lúc chơi đâu. Không phải lúc chơi, nè. Hai, à số bự dokoro de wa nai ni sio, minasan.
Hay, vậy là chúng ta đã kết thúc được clip số 2 rồi. Okay, chúng ta đi qua qua kê với 5 cách dùng của lời 2 và Tokoro với 4 cách dùng của lời 2. Tức là ngày hôm nay chúng ta học một phát đợi 9 ngữ pháp liền. Rồi, mọi người nhớ ghi chép cẩn thận và nếu mà ai còn chưa nhớ được thì chúng ta xem đi xem lại một vài lần nhé. Chắc hẳn các bạn đang háo hức mong đợi clip tiếp theo. Nó là ngữ pháp gì đúng không? Hay, vậy thì tất cả mình đều phó mặc cho cô Thanh cả. Cô Thanh đang chuẩn bị cả rồi, các bạn yên tâm nhé. Hai, dạ, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye bye. Các bạn, bye bye. Nhớ ủng hộ mình nha. Bye. Nó. Chào các bạn. Hôm nay. Hôm nay nhé. Hôm nay nhé. Xe.